công nghệ AI đến từ Samsung. Và xin chào ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc thiết bị truyền thông ngành hàng điện gia dụng, để giới thiệu cho chúng ta về chiếc máy giặt thông minh này. Xin chào quý vị. Thưa quý vị, việc giặt giũ luôn là vấn đề nhức nhối trong cuộc sống của chúng ta. Ngày xưa chúng ta giặt quần áo bằng tay với những công cụ thô sơ hỗ trợ chúng ta công việc giặt. Thật sự nói được sự khác biệt giữa những đồ quần áo này không? Tôi không nghĩ là vậy. Bởi vì kể cả những độ bẩn khác nhau trong chiếc quần áo, chiếc máy giặt của chúng ta cũng không ước lượng được là giặt như thế nào, bao nhiêu nước giặt, nước xả là đủ. Với những công việc tỉ mỉ đòi hỏi những cái yếu tố quan trọng này, thì một chiếc máy giặt hiện nay của các bạn tôi chắc chắn là chưa làm được điều này đâu ạ. Thì đó là lý do dưới ánh sáng 4.0 mở ra kỷ nguyên kỹ thuật số, nền tảng dữ liệu khổng lồ và trí tuệ thông minh nhân tạo, thì Samsung chúng tôi đem những công nghệ của tương lai này tích hợp vào trong chiếc máy giặt này đây. Và khi chúng tôi đem chiếc máy giặt này trở nên một tầm cao mới, nâng trải nghiệm giặt giũ của người tiêu dùng lên một tầm cao.